Muốn biết phóng sinh như thế nào cho đúng cách thì trước hết nên hiểu chữ phóng sinh là thế nào. Phóng sinh tức là nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong giây phút bị nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống. Tại sao phải phóng sinh? Nói một cách đơn giản, phóng sinh tức là cứu chuộc mạng sống chúng sinh, trưởng dưỡng lòng từ bi trong ta. Trong xã hội ngày nay, phóng sinh có một giá trị vô cùng lớn lao trong giáo dục đạo đức lối sống. Bởi vì xã hội với nhiều xung đột, với những cuộc chiến tranh đẫm máu, thì việc phóng sinh là thể hiện tình thương yêu của con người đối với con người và đối với sinh vật sống. Việc phóng sinh đã tạo nên tâm từ bi. Tâm từ bi của việc phóng sinh tạo nên hiệu ứng tốt lành cho đời sống xã hội. Mà như các cụ Phật giáo vẫn nói, tâm lành, trí sáng thì đời sống sẽ an lạc, vui tươi. Cuộc sống cần lắm tình thương và hạnh phóng sinh chỉ là một trong những cách thức làm cho tình thương hiện hữu trong cuộc đời. Tình thương không thôi thì vẫn chưa đủ mà đòi hỏi phải có nhận thức đúng về hiện thực, về việc làm cụ thể, đặc biệt trong xã hội hiện đại hiện nay, con người phải chịu nhiều áp lực của cuộc sống.